Chạc các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh bộ đôi Honda Goldwing 2023 và Rebel 1100-2023 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Cái bộ đôi xe phân khối lớn là Honda Goldwing 2023 và Honda Rebel 1100-2023 được cập nhật kèm màu sắc mới, trong khi các trang bị thì không gì thay đổi tại thị trường Việt Nam. Hãng Honda vừa chính thức giới thiệu là Goldwing 2023 và Rebel 1100-2023 tại thị trường Việt Nam. Đây đơn thuần là bản cập nhật màu sắc mới cho cái bộ đôi xe phân khối lớn. Các trang bị và động cơ thì không gì khác biệt so với người tiền nhiệm. Cụ thể, cái chiếc Goldwing 2023 được bổ sung cái gam màu đỏ với nước sơn bóng bẩy kèm với một cái tông màu trầm, mang tới một cái sự ấn tượng mạnh. Bên cạnh cái tông màu mới thì cái chiếc Goldwing 2023 vẫn giữ trên mình cái sự trắng đen từ phiên bản cũ. Về mức giá bán thì không gì thay đổi là 1.231.500.000 đồng. Đây cũng là mẫu xe đắt nhất của Honda Việt Nam phân phối chính hãng tại Việt Nam. Xe vẫn tận dụng cho mình một cái động cơ là 6 xăng đối xứng nằm ngang, dung tích 1833cc, sinh ra cái công suất là 93kW, tại ngưỡng tua máy là 5.500 vòng/phút, trong khi mô men xoắn cực đại là 170 Nm, tại ngưỡng tua máy là 4.500 vòng/phút, đạt được cái tiêu chuẩn cái tải là Euro 5 mới nhất. Số cho mình một cái bộ liên hợp kép 7 cấp mang tính khả năng vận hành im ái và ấn tượng. Cái mẫu Touring này có một hệ thống đèn LED trang bị là 5 khấu kính quang học, đảm bảo hiệu quả chiếu sáng trong cái điều kiện sương mù. Ghế ngồi được rất ưu ái với một cái chất liệu da cao cấp cho cả phía trước lẫn phía sau, kèm thêm cái tựa lưng là 23 độ cho phần yên sau, tạo ra một cái sự thoải mái cho những cái cuộc hành trình dài. Ngoài ra, Goldwing 2023 có cái cốp sau dung tích 61 lít, hai cái thùng chứa hai bên với tổng dung tích là 60 lít, rất tiện lợi cho việc chứa đồ dùng vật dụng trên những cái cuộc hành trình dài. Cái chiếc Honda Goldwing 2023 vẫn được trang bị cái dàn âm thanh cao cấp, được tối ưu với cái trọng lượng nhẹ đáp ứng được cái kết cấu giải trí tuyệt đỉnh. Cái cụm điều khiển âm thanh dành cho người ngồi sau được đặt ở trên cái thùng đựng đồ ở bên tay phải, cho phép người ngồi sau có thể tự điều chỉnh để mang lại cái trải nghiệm thoải mái nhất. Tiện ích công nghệ cao cấp tích hợp tối ưu với màn hình màu đa năng chỉ tia 7 inch, tinh thể lỏng, hiển thị đầy đủ các thông tin về âm nhạc, quản lý các chế độ lái và điều khiển hệ thống cái giảm sóc, tạo nên những cái trải nghiệm được vượt trội và khác biệt với những cái chuyến đi xa của những cái tín đồ đam mê mô tô phân khối lớn. Trong khi đó, Honda Rebel 1100-2023 được bổ sung thêm cái gam màu xám đen hoàn toàn mới, nhìn rất là khỏe khoắn với những chi tiết như chấn bùng trước sau, bên xăng tận dụng cái gam màu sơn phám phủ cái ánh kim rất là sang trọng và cao cấp. Các trang bị trên cái chiếc Rebel 1100-2023 không khác biệt là bao nhiêu so với cái phiên bản giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2022 tại thị trường Việt Nam. Số chứng minh cái phong cách cruiser đặc trưng, Rebel 1100-2023 đang gây ấn tượng mạnh với cái phần đèn pha tròn cũng như những đường nét bo cong mềm mại. Số chứng minh cái cụm đồng là LCD âm bản 120mm, tay lái rộng, cái đèn LED UI cao cấp, đảm bảo cái chiếu sáng tốt ngay trong cả điều kiện là sương mù. Rebel 1100-2023 có cái chiều cao yên dễ mức là 700mm, nó được tối ưu mang tính cái khả năng ngồi lái thoải mái nhất. Dưới yên thì có ngăn chứa đồ là 3 lít khá là tiện dụng, kèm với cổng sạc USB. Chiếc xe trang bị một cái giảm sóc trước là phục ống lồng được phủ cái titan với đường kính là 43m. Phía sau lò xo chủ đôi tạo ra khả năng cái giảm chấn khá ấn tượng. Đảm bảo an toàn cho xe là phanh đĩa trước với cái đường kính là 330m với cái 4 piston gắn hướng tâm, trong khi phía sau là phanh đĩa đơn với đường kính là 256mm với 1 piston. Cả hai đều được trang bị phanh ABS. Cái mẫu xe này tận dụng cho mình cái mâm nhôm đúc 5 chấu hình chữ Y với kích thước bánh trước là 130x70x18, trong khi phía sau là 180x65x16. Cái mẫu cruiser này sở cho mình sức mạnh cũng khá ấn tượng với công suất lên tới là 64kW, tại ngưỡng tua máy là 7.000 vòng/phút. Đi cùng mô men xoắn cực đại là 98Nm, tại ngưỡng tua máy là 4.705 vòng/phút. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị hộp số 6 cấp, được ứng dụng cái hệ thống liên hợp hỗ trợ và chống trượt hai chiều. Trong cái phiên bản là DCT sử dụng hộp số tự động liên hợp kép là 6 cấp độ DCT. Trong đó người lái có thể lựa chọn cái cấp độ phù hợp,
thông qua cái nút bấm trên cái phần tay lái trái, hoặc để xe tự hoạt động với cái tính năng tự lựa chọn cấp số và thời điểm cái chuyển số tùy theo tốc độ và chế độ lái. Về mặt giá bán, Honda Rebel 1100-2023 phiên bản tiêu chuẩn có mức giá bán là 449 triệu 500 nghìn đồng. Trong cái phiên bản DCT thì có mức giá bán đắt hơn là 499 triệu 500 nghìn đồng. Cả phiên bản Honda Rebel 1100-2023 và Honda Conquin 2023 sẽ chính thức lên kệ bắt đầu vào ngày 27 tháng 5 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã giờ tiếp này để chi tiếp, nhớ like, share, subscribe.